Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam trở thành nhà tù lớn thứ ba thế giới đối với tự do báo chí. Việc Việt Nam kết án tù thêm hàng chục nhà báo trong năm 2021 đã khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành nhà tù lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Myanmar. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF đã ghi nhận con số lớn nhất từ trước đến nay những người viết báo đang bị cầm tù trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thống kê vào năm mới được Tổ chức Tự do Báo chí công bố cho biết, một con số kỷ lục các nhà báo là 488, trong đó có 60 phụ nữ đang bị giam giữ tại các nhà tù trên thế giới, trong khi 65 người khác đang bị bắt giữ làm con tin tính đến giữa tháng 12 vừa qua. Theo Tổ chức Chuyên vận động cho Tự do Báo chí độc lập và đa nguyên trên toàn cầu, những nhà báo này bị bỏ tù và bị bắt giữ chỉ vì họ làm công việc của mình, và con số này tăng hơn 20% so với cùng thời gian này năm trước đó, chủ yếu do các vụ trấn áp đối với báo chí ở Myanmar, Belarus và Hồng Kông. Với 43 nhà báo bị giam cầm sau song sắt, Việt Nam chỉ xếp sau có Trung Quốc với 127 người và Myanmar với 53 người hoạt động báo chí đang bị án tù. Con số này thật là kinh khủng khi những phóng viên báo chí tự do tại Việt Nam chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Theo thống kê của Tổ chức Nhà báo Không Biên Giới, Việt Nam đứng thứ ba thế giới về giam giữ các nhà báo sau Trung Quốc, Myanmar. Cũng ở năm ngoái, Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất sau Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Ai Cập với 28 người. Chưa bao giờ có nhiều nhà báo và các blogger vì lợi ích cộng đồng phải ngồi tù nhiều như lúc này ở Việt Nam. Trưởng ban châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới Daniel Bastard đã nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Việt Nam là một nhà tù lớn thứ ba của thế giới đối với các nhà báo, ngay sau các chế độ nguyên chuyên quyền như Trung Quốc của Tập Cận Bình và Myanmar do chính quyền quân nhân cai trị. Con số thống kê lượng nhà báo đang bị giam cầm tại Việt Nam được đưa ra trước khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử nhà báo tự do Lê Trọng Hùng và tuyên phạt người thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước tới 5 năm tù vì ông đã tuyên truyền chống nhà nước vào hôm 31 tháng 12. Trước đó, trong tháng, 4 nhà bất đồng chính kiến khác, trong đó có nhà báo nổi danh là Phạm Đoan Trang, cũng bị đưa ra xét xử và nhận các bản án tù từ 6 đến 10 năm. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam nằm trong số những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nữ. Bên cạnh Belarus, nước giam nhiều nhà báo nữ hơn nam cùng Myanmar và Iran. Số lượng các nhà báo nữ được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thống kê nhiều hơn bao giờ hết và chiếm tới 12,3% tổng số những người làm báo bị bỏ tù, tăng gần gấp đôi so với 4 năm trước đây. Trung Quốc cũng là nước giam giữ nhiều nhà báo nữ nhất với 19 người. Thống kê của tổ chức có trụ sở tại Paris cho thấy hiện có 4 nhà báo nữ đang bị giam cầm ở Việt Nam, trong đó có bà Trang, người từng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng. Đây là hình ảnh nhà báo tự do Phạm Đoan Trang được trao giải tự do báo chí vào năm 2019 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Nữ nhà báo bất đồng chính kiến được quốc tế công nhận vì sự đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam đã bị kết án 9 năm tù vào hôm 14 tháng 12 vừa qua. Trước đó, trong năm 2021, Việt Nam cũng đưa ra xét xử một loạt các nhà báo, trong đó có Hội Nhà báo Độc lập vào tháng 1 và Nhóm báo sạch vào tháng 10. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập và blogger của Đài Tiếng Hoa Kỳ, là một trong số 2 nhà báo duy nhất trên thế giới, theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, bị kết án nặng nhất với 15 năm tù trong năm 2021. Người cũng nhận bản án dài tương tự 5 năm vừa qua đó là nhà báo Ả Rập Xê Út gốc Yemen, Ali. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, việc ông Dũng lập ra Hội Nhà báo Độc lập là một sự bất thường trong một đất nước mà tất cả các phương tiện truyền thông được cho là phải tuân theo đường lối của Ban Tuyên giáo. Và án tù nặng cho bà Phạm Đoan Trang hay Phạm Chí Dũng cho thấy lập trường cứng rắn hơn của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay ở Hà Nội. Tình hình tự do báo chí ở Việt Nam hiếm khi tồi tệ như hiện nay trong lịch sử đương đại gần đây. Ông Bastard đã nói và cho rằng chính phủ Việt Nam cũng tăng cường trấn áp các nhà báo bất đồng chính kiến trong năm qua, một phần do sự làm ngơ của cộng đồng quốc tế.
Đây là hình ảnh một mặt Việt Nam rêu rao với thế giới là có dân chủ, một mặt thì bỏ tù hàng loạt các nhà báo bất đồng chính kiến. Rõ ràng là các ràng buộc thương mại đã che khuất rất nhiều chính phủ phương Tây, không tính đến việc thẳng tay đàn áp tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay, cũng như sự độc quyền của bộ máy hành chính của những người trung thành với Đảng Cộng sản do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. Ông Bastad đã nói và kêu gọi các chính phủ ở châu Âu và Bắc Mỹ có các biện pháp nghiêm túc và áp đặt các lệnh trừng phạt có mục tiêu chống lại các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp các nhà báo bất đồng chính kiến. Việt Nam được xem là không có tự do báo chí khi bị tổ chức phóng viên không biên giới xếp hạng 175 trên 180 trên bảng chỉ số tự do báo chí năm 2021 toàn cầu. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Nội luôn phản bác chỉ trích về hồ sơ nhân quyền Việt Nam và nói rằng chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị bỏ tù ở đây. Sau khi nhóm báo sạch bị kết án tổng cộng 14 năm tù cuối tháng 10 vừa qua, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng phủ nhận việc gọi 5 thành viên của nhóm này là các nhà báo và nói rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên minh châu Âu cũng lên án vụ xét xử nhóm báo sạch và các bản án dành cho các nhà báo khác trong năm qua ở Việt Nam, đặc biệt là đối với nhà báo Phạm Đoàn Tràng. Đây là hình ảnh 4 thành viên của nhóm báo sạch từ trái qua: Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo, Trương Châu Hữu Danh. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền và những nhà hoạt động vì dân chủ cho rằng phản ứng của các chính phủ phương Tây chưa đủ và phải có các biện pháp cứng rắn hơn đối với việc đàn áp của Hà Nội. Thế giới không chỉ tiếp tục nhìn tình hình tự do báo chí ngày càng xấu đi ở Việt Nam mà không có hành động gì, ông Bastad đã nói như vậy. Và các nhà báo và những blogger vì lợi ích cộng đồng đang phải trả một cái giá rất đắt để tìm cách thông tin cho những đồng bào của mình và cả thế giới về những gì đang thực sự xảy ra ở đất nước của họ. Những quốc gia từng tuyên bố được thúc đẩy bởi các giá trị nhân quyền phổ quát về hành động tương ứng và kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm hiện nay đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam trong năm 2021 đã bắt giữ khoảng 40 người với các cáo buộc tội danh như phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, v.v. Chỉ trong tháng 12, Tòa án Hà Nội và Nam Định đã tuyên tổng cộng sơ thẩm 40 năm tù đối với 5 nhà báo và nhà hoạt động. Ngoài ra, ông Vũ Tiến Chi ở Lâm Đồng cũng bị tuyên án sơ thẩm, y án sơ thẩm với 10 năm tù giam trong một phiên tòa ít được chú ý. Một tòa án sơ thẩm ở Việt Nam vào hôm 31 tháng 12 năm 2021 đã kết tội ông Lê Trọng Hùng, một nhà báo độc lập thường được phơi bày các vấn nạn tham nhũng trong nước là tuyên truyền chống nhà nước, và tuyên án ông Hùng 5 năm tù cùng 5 năm quản chế mặc dù ông Hùng không nhận tội tại phiên tòa. Trước khi bị bắt, ông Lê Trọng Hùng đã tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 tại thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Lê Trọng Hùng đã đến thăm và mang sách hiến pháp để tặng cho cụ Lê Đình Kình và dân làng Đồng Tâm. Hôm 23 tháng 12, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu rằng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để gia tăng các hoạt động chống phá đảng và nhà nước. Trang Thanh Niên dẫn lời ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu như trên tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo vào năm 2021. Ông Môn nói rằng nhờ vào công tác nắm tình hình tư tưởng dư luận xã hội trên không gian mạng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó phát hiện trước mỗi sự kiện lớn của đất nước và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam các lực lượng thù địch. Phản động đã gia tăng hoạt động chống phá đảng và nhà nước. Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu rằng đối tượng thế lực này với phương thức hoạt động mới là lợi dụng các vấn đề an sinh xã hội để tổ chức các hoạt động công kích, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào chế độ, gây mất đoàn kết, chia rẽ lực lượng công an, quân đội, bác bỏ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang. Và cứ như thế, Đảng và Chính phủ Việt Nam loanh quanh tìm mọi cách kìm hãm sự phát triển của đất nước và đàn áp người dân Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 6 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vụ bồi thường 1,75 triệu đô la và bài học cho các tiệm nai Việt Nam.
các tiệm làm móng của người Việt Nam ở Mỹ luôn phải chú trọng việc huấn luyện thợ cũng như các biện pháp vệ sinh an toàn. Một lãnh đạo hiệp hội ngành này đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ sau khi một tiệm nail ở Florida đã phải bồi thường tới 1,75 triệu đô la cho khách hàng. Bà Laura Sherman, 55 tuổi, đã đạt được thỏa thuận bồi thường với tiệm Tammy Nail theo hồ sơ tòa án vào ngày 16 tháng 12, hơn 3 năm sau ngày xảy ra vụ việc. Hồ sơ không nêu rõ số tiền, nhưng luật sư của bà Sherman tiết lộ là 1,75 triệu đô la, tờ New York Post cũng chia sẻ. Đây là hình ảnh người Việt thống lĩnh thị trường làm móng ở Mỹ bị cắt chân. Sự việc xảy ra vào tháng 9 năm 2008 khi bà Sherman đến làm móng tại tiệm Tammy Nail được cho là do người Việt Nam làm chủ ở địa chỉ 2507 Đại Lộ, thành phố Tampa, Mỹ. Người thợ làm móng của bà cắt phạm vào chân của bà. Vết cắt này sau đó bị nhiễm trùng, nhanh chóng lan ra và càng trở nên trầm trọng do bà Xê mắc chứng động mạch ngoại biên nặng từ trước. Cuối cùng bà phải cắt bỏ chân. Bà ấy choáng váng, bàng hoàng, khóc và chóng mặt cùng một lúc. Ông Paul Palmer, luật sư của bà, được tờ Palmer Bay Times đã dẫn lời nói như vậy. Theo lập luận của luật sư này, thì việc nhiễm trùng đã khiến Sherman gặp khó khăn trong cuộc sống hàng năm trời và khó khăn này sẽ vẫn tiếp tục. Gánh nặng chi phí y tế do phải cắt chân, bà Sherman, mẹ của một con gái trong độ tuổi tiểu học, đã mất nhà, mất việc. Không thể đi lại, bà cần người chăm sóc bản thân và hiện đang sống với họ hàng. Vụ kiện của bà được khởi kiện hồi tháng 5 năm 2020 cho rằng nhân viên tiệm nail đã sử dụng thiết bị và bộ đồ làm móng dơ đến mức gây nguy hại cho khách hàng. Tiệm nail này đã không tuân thủ các chính sách của chính họ, không huấn luyện nhân viên và bảo trì thiết bị đúng cách, theo đơn kiện được Tampa Bay Times dẫn lời. Vụ kiện không nêu tên ai mà chỉ có tiệm Tammy Nail là bị đơn. Và vụ việc đã được dàn xếp ngoài tòa như thế nào? Phản hồi vụ kiện một tháng sau khi bị khởi kiện, Tammy Nail cho rằng Sherman có lỗi trong việc bị cắt chân vì bà không đi khám ngay và không có nỗ lực hợp lý để ngăn nhiễm trùng lan rộng. Theo Tammy Bay Times, ban đầu tiệm nail này đã phủ nhận tuyên bố của bà Sherman rằng bộ thiết bị được sử dụng để làm móng cho bà dơ bẩn. Đây là hình ảnh tiệm nail Tammy tại thành phố Tampa, Florida. Luật sư Fulmer thuộc công ty luật Morgan nói thân chủ ông đáng được nhận toàn bộ số tiền bồi thường, nhưng ông ngạc nhiên khi Tammy Nail đồng ý trả 1,75 triệu đô la nếu xét đến việc bà Sherman đã bị bệnh từ trước. Số tiền này đạt được từ sự dàn xếp của hai bên ngoài tòa án. Luật sư Fulmer thừa nhận rằng bên bị đơn có thể dựa vào việc nguyên đơn mắc bệnh động mạch từ trước để phản công. Bên bị đơn có thể dùng điều này để đưa ra lập luận rất vững chắc. Ông Fulmer được hãng AP dẫn lời nói, chỉ cần phân nửa số tiền bồi thường đó là chúng tôi đã đủ vui. Ông sẽ nhận được số tiền của mình là khoảng 30-35% số tiền bồi thường đó, trừ chi phí pháp lý. Bệnh động mạch ngoài biên là một chứng bệnh về tuần hoàn máu khi các mạch máu bị thu hẹp làm giảm lượng máu lưu thông đến các chi. Tại địa chỉ Tammy Nail, giờ là một tiệm làm móng thuộc một chuỗi khác có tên là Tammy Nail, với khác với một đại diện khác và hiện đang vẫn hoạt động, theo tờ báo Tampa Bay Times chia sẻ. Tiệm này và hai tiệm khác của Tammy Nail ở Tampa đã từ chối bình luận vào vụ kiện hay không nhận điện thoại khi tờ báo Tampa Bay Times gọi điện đến để hỏi. Đại diện Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần gọi vào tiệm Tammy Nail nhưng không có ai bắt máy. Và dư luận cho rằng sức khỏe đặt trên lợi nhuận. Trao đổi với Đại diện Hoa Kỳ, ông Tâm Nguyễn, Chủ tịch Hiệp hội Nghề làm nail tại Mỹ đại diện cho 11.000 tiệm móng của người Việt trên đất Mỹ, nói rằng an toàn, vệ sinh và huấn luyện về cách phục vụ là hòn đá tảng mà Hiệp hội của ông tuân thủ. Đây là hình ảnh fanpage của Hiệp hội Nghề làm nail tại Mỹ. Khi những tiêu chuẩn đó không được tuân thì sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng, ông Tâm nói, và cho biết mặc dù ông đã biết nhiều vụ kiện trong ngành nail, nhưng số tiền bồi thường nhiều như vậy thì ông chưa từng thấy. Chúng tôi kêu gọi ngành nail của người Việt cũng như các khách hàng tuân thủ các chuẩn mực cao nhất về an toàn, vệ sinh và cung cách phục vụ trong ngành công nghiệp làm đẹp, ông nói thêm.
Ngoài ra, ông kiến nghị các chủ tiệm nai nên tham gia vào các hiệp hội đại diện cho họ để học hỏi lẫn nhau và phát đi tiếng nói chung. Trong hội của tôi cũng có những luật sư có kinh nghiệm xử lý những vụ việc như thế này, tức là vụ kiện ở Tampa, có thể hỗ trợ pháp lý cho các chủ tiệm, ông cho biết. Ông cũng chỉ ra rủi ro trong việc các chủ tiệm nai thuê mướn hoặc cho phép các thợ nai chưa được cấp bằng và làm việc trong tiệm của họ theo hình thức ăn chìa. Làm gì cũng phải đúng luật, mình phải luôn mướn thợ làm nai có bằng, đi học đàng hoàng, không mua giờ, phải biết tất cả về sát trùng, các biện pháp bảo vệ và luật pháp của tiểu bang, ông Tâm Nguyễn nhấn mạnh. Ông cũng thừa nhận các chủ tiệm nai hiện nay đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thợ lành nghề có bằng cấp đàng hoàng, nhưng cho rằng các tiệm nai không vì thế mà đi tắt, không đặt lên hàng đầu chất lượng nhân viên vì sẽ rất rủi ro ở Mỹ. Các tiệm nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn là những tiệm có tương lai tốt nhất, ông khẳng định. Đây là hình ảnh làm móng tay tại một tiệm nai do người Việt làm chủ. Đợt dịch COVID-19 bùng phát đã làm cho các chủ tiệm nai ở Mỹ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do việc phòng dịch làm chi phí của họ bị đội lên cao, thu nhập thì ít đi, cộng thêm các chi phí về thiết bị, vệ sinh và các thứ khác sẽ là gánh nặng đối với rất nhiều tiệm nai, ông cho biết. Và dù phải đầu tư nhiều hơn cho các tiệm phải luôn đặt sức khỏe của người lên trên lợi nhuận, ông nói. Bên cạnh đó, có thể quan sát được một trung tâm lớn của người Việt đó là Little Sài Gòn, là nghề làm đẹp nín thở trước biến thể COVID. Kéo dài 1,5 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ, trải qua những sắc lệnh đóng cửa, rồi lại mở cửa, rồi lại đóng cửa. Người làm đẹp và người đi làm đẹp với các nghề tóc và nai ở California đang rón rén đón chờ sự bình thường trở lại. Họ vừa hy vọng, vừa băn khoăn trước viễn cảnh biến thể COVID đang rình rập khắp nơi. Và các chủ tiệm sợ nhất là đóng cửa. Cô Christa Nguyễn, đồng chủ tiệm Studio 18 Nai 3 ở thành phố Tustin, California và cũng là một trong những sáng lập viên của Hiệp hội Nghề làm Nai tại Mỹ, tâm sự với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng rất khó khăn, trong suốt thời gian COVID, một năm chỉ mở được có 52 ngày, tiền nhà cũng phải trả mà tiền điện, nước, gas và chi phí thương mại thì không được giúp gì hết. Không có quyền mở tiệm mà tiền nhà đều phải trả, rất là khó khăn. Tuy vậy, trong thời gian các tiệm làm đẹp ở California có lệnh đóng cửa thì tổ chức Hiệp hội Nghề Nai tại Mỹ lại gây quỹ và đóng góp các thiết bị hỗ trợ cá nhân và thức ăn trị giá hơn 30 triệu đô la cho các cộng đồng nhân viên y tế và cộng đồng người Việt tại quận Orange County và một vài nơi ở Los Angeles. Đây là hình ảnh tiệm làm nai mùa COVID tại Mỹ. Thời gian đó khách gọi vào mỗi ngày nhưng mà thợ cũng không muốn bị bệnh nên không ai ra hết. Mất khách, mất thợ, mất rất nhiều. Christian chia sẻ thêm. Nhưng bây giờ mở cửa trở lại thì chỉ nhìn vào tương lai, từ từ dáng kéo khách lại, rồi kiếm thợ, rồi xây dựng lại. Sống trong lo ngại không biết cửa tiệm có phải đóng cửa nữa hay không và những biến thể lan tràn có làm thương mại tê liệt như năm ngoái là tâm trạng chung của rất nhiều chủ nhân của các tiệm làm đẹp trong vùng Little Sài Gòn, một trong những nơi có nhiều cư dân người Mỹ gốc Việt nhất trên thế giới bên ngoài Việt Nam. Chị Dung Lê, chủ tiệm Luxus High Design ở thành phố Karen, thổ lộ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng sợ nhất là bị đóng cửa ở nhà, lo tài chính, trả tiền nhà, hai nữa là buồn lắm. Đi làm thì thấy vui, gặp khách hàng nói chuyện vui, bây giờ mở cửa lại là mừng lắm, rất happy được đi làm. Cả Christian và chị Dung đều rất lo sợ về sự lây lan của biến thể Delta, số ca nhiễm COVID trong vùng Little Sài Gòn thuộc quận này ở California lại tăng cao trong vài tuần vừa qua với số ca tử vong vì COVID bắt đầu trở lại sau một thời gian không có ca tử vong. Riêng đầu tuần tháng 8 thì ở đây có khoảng 4.188 ca nhiễm COVID với đa số biến thể Delta. Đang sợ tình hình COVID lên lại, đóng cửa nữa thì chắc chết. Chị Dung tâm sự.